món nợ với cô. Thành thử ra lúc nãy khi mà cô đánh đàn ấy, thì cô không nhìn xuống, nhưng mà tôi là người vỗ tay lớn nhất đó cô. Cảm ơn và anh. Tôi cũng la hét để mà cò mồi, giống như là mỗi khi mà tôi kể chuyện cười thì cô cười giùm cho tôi. Đúng. Nhưng mà tôi cũng ngạc nhiên là quen cô cũng là 5-6 năm, hôm nay lần đầu tiên tôi thấy cô biết đánh đàn. Vâng, thưa anh và thưa quý vị, thật ra thì hồi nhỏ đó thì mẹ của em cho em học mà rất nhiều đàn. Hồi đó thì em học đàn guitar, xong rồi em học đàn piano. Nhưng mà thật sự ra em chỉ biết sơ sơ thôi, không có đánh cái thứ nào giỏi cả. Sau này chuyển sang đánh đàn ông thì em thấy em khá hơn hết. Em thấy em có vẻ em thấy em có vẻ có cái tài năng đi về khuynh hướng đó. Nhưng mà anh biết không, em anh khen em cũng phải cảm ơn anh thật ra đó. Cũng nhờ anh. Tại thưa quý vị, mỗi lần mà Kỳ Duyên đánh đàn guitar thì bao giờ Kỳ Duyên cũng mượn một cái hình ảnh nào đó để bỏ vào tiếng nhạc cho nó có vẻ romantic, lãng mạn hơn. Nhưng mà khi mà cần đánh đàn ông nữa, Kỳ Duyên chỉ cần nghĩ tới Ngạn thôi. Nghĩa là ra đường gặp không cần quen, không cần ghét, thấy ai hao hao giống anh là Duyên muốn nhà vô đánh rồi. Thành ra phải cảm ơn anh. Tôi lại cứ mừng hồ, tôi tưởng cô bảo mỗi lần cô đánh đàn guitar cô phải nghĩ đến tôi để tiếng đàn nó nghẹn ngào, hóa ra cô lại nghĩ đến cái chuyện đánh đàn ông. Thưa quý vị, chúng ta còn nhớ thơ của Nguyễn Bính có một bài tựa đề là Chân Quê. Trong đó có 4 câu mà quý vị yêu thích lắm, là hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em ra tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều. Đó là một cái sự lưu luyến man mác khi mà một cô gái ở miền quê bỏ miền quê ra tỉnh, thì dù có trở về nó cũng sẽ vương vấn cái hình ảnh của thành thị, làm cho cô xao xuyến, không còn sống yên lành trong cái không khí bình lặng của thôn xóm nữa. Thì chúng tôi có được một bản nhạc của nhạc sĩ Ngọc Châu tựa đề là Cô Tấm Ngày Nay. Cô Tấm đây là một cái hình ảnh thiếu nữ mà người ta mượn tên là Cô Tấm. Lúc nãy chút xíu này tôi giới thiệu là Cơm Tấm Ngày Nay. Là Cô Tấm Ngày Nay. Thì Cô Tấm là một cái hình ảnh tượng trưng của một cái thôn nữ. Mà Cô Tấm ngày xưa là gì? Là những cái nét cổ truyền, là những thôn xóm, những xóm làng mà chúng ta yêu mến. Và Cô Tấm ngày nay là gì? Là một cái hình ảnh những thiếu nữ tân thời. Chẳng hạn như cô Kỳ Duyên là một cô Tấm ngày nay. Thì khi mà cô Tấm ngày xưa ở nông thôn ra thành thị, đương nhiên là không thể nào không luyến lưu nhớ lại những cái nét đẹp của quê hương. Chẳng hạn như là tiếng sáo diều trên đê, cánh đồng lúa, con đò trên sông, vân vân. Như vậy thì tuy rằng cái bản hát nghĩa đen nó là lưu luyến hình ảnh đó, nhưng cái nghĩa bóng theo chúng tôi đoán thì tác giả muốn nói đến những cái truyền thống mà chúng ta luyến tiếc khi chúng ta đánh mất. Thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu nhạc phẩm Cô Tấm Ngày Nay của Ngọc Châu với 4 cô Tấm, đó là Như Quỳnh, Bảo Hân, Châu Ngọc và Loan Châu. Trời xanh thắm xanh, đồng lúa thắm canh cỏ bay lấp lánh.
tấm ngày nay. Từ nay giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào. Từ nay giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào. Từ nay giữa chốn phồn hoa lấp lánh cánh diều mơ ước hôm nào. Quý vị, tôi nhìn cái này thì tôi nghĩ là cô Tấm ngày xưa thì người ta mới xài quạt nan hay là quạt giấy. Cô Tấm ngày nay đáng lẽ phải vác cái quạt máy mới đúng. Thưa quý vị, có thể rằng là có một đôi vị sẽ thắc mắc là tại sao ông Ngạn với cái cô Kỳ Duyên này hay nói về cái chuyện vợ chồng. Nhưng chúng tôi cho đó là một cái vấn đề căn bản lớn nhất trong cái đời sống mà chúng ta có lẽ rằng là khi chúng ta ra nước ngoài, chúng ta học được cái gì hay của người ta thì mình bắt chước, mà chúng ta thấy cái gì cũ của mình mà nó không hay thì chúng ta bỏ dần. Nhưng mà sự thực ra cái đề tài này chúng tôi được tham gia rất là đông, từ trên Internet cho tới các thư gửi về. Thí dụ như đây là lá thư của một bà tên là Trần Khánh Lan ở Georgia có gửi lá thư mà nói như thế này: Kính gửi anh Nguyễn Ngọc Ngạn, trong băng giá từ thế kỷ, em nghe anh kể chuyện cần một bằng chứng, em hài lòng lắm. Anh nói đúng, người chồng không phải cứ đưa tiền cho vợ là xong bổn phận. Đàn bà chúng em lúc nào cũng muốn được nghe những lời nói ân cần của chồng. Thí dụ như trường hợp của em rất thích nấu ăn ở nhà. Mà nấu ăn thì phải có người biết thưởng thức thì mình mới có hứng mà nấu tiếp. Mỗi lần em nấu món gì, chồng em cứ ăn một cách âm thầm, mặt lạnh như tiền, không nói lời nào, lâu lâu còn đòi đi ăn tiệm. Vậy bà ấy phải hỏi lại là bà ấy nấu ăn có được hay không. Ông nào sẽ bảo không đấy. Em thiết nghĩ một người chồng tế nhị, khi vợ nấu cho mình ăn thì dù có dở đến đâu cũng phải cắn răng mà nuốt và khen ngon, có phải không anh? Tôi xin hỏi quý bà ở đây với lại hỏi cô Kỳ Duyên là bây giờ các bà nấu cơm dở quá, chúng tôi có phải cắn răng mà nuốt không? Bà nào nói phải đấy. Bà chưa có nghĩ gì, tôi vừa hỏi bà nói phải ngay hả? Như vậy chứng tỏ là bà nấu dở lắm hả? Và ông chồng bà liên miên đòi đi ăn cơm tiệm chứ gì? Không, em nghĩ là cái điều đó rất rất dễ thôi. Nếu mà em là đàn ông mà em có một người vợ mà nấu dở, mà ví dụ như em khuyến khích hay là em nói những cái lời nhẹ nhàng mà người đó vẫn nấu dở, thì thay vì em cứ ngồi nhà để em ngày nào em cũng than phiền hay ngày nào em cũng bực bội, tại sao các ông không nấu lấy đi? Các ông nấu ngon hơn, tại sao các ông không nấu lấy? Quá dễ dàng rồi. Tôi mới ủng hộ. Nhưng mà em biết chắc là nếu mà ông nào mà nấu, nếu em là vợ em sẽ tế nhị vô cùng, khen vô cùng. Mà nếu mà anh mà rửa chén được thì thôi, anh là người chồng gương mẫu nhất. Không bao giờ em than phiền với ai cả. Tôi vừa khen cô trên sân khấu nhưng mà cái đề nghị này của cô thì tôi lại không vỗ tay được. Thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp nối chương trình để hân hạnh giới thiệu tới quý vị nhạc phẩm Tuyết Lạnh của Minh Kỳ và Dạ Cầm qua hai tiếng hát ngọt ngào tình cảm như hai dòng suối mát. Thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Lan và nam ca sĩ Trường Vũ. Duyên mình lẻ loi,
ai ngờ rằng đâu tình đã chia phôi. Tại em không hiểu hay bởi do trời, trời đầy hai đứa hai nơi, để rồi nay thấy buồn cả đôi. Để rồi anh trách em ở thường xa người thương, đành phụ bạc lời yêu đương, cho tình duyên tan tác, cho đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau xin hiểu em, đừng trách chi em. Thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng, tình đầu nay đã không mong, cầm bằng ôm tuyết lạnh mùa quý vị thấy lúc nãy tôi giới thiệu Trường Vũ đâu có sai, vừa hát xong cái bỏ chạy. Không, cái đó chắc giống tiếng Anh Ngạn đó, gặp đàn bà đẹp ở đâu là chạy xa thôi đó. No, anh này không tin. Thưa quý vị, lúc nãy chúng tôi nói dở dang là các bà góp ý nhiều, nhưng mà thôi bây giờ chúng tôi tạm gác thư của các bà lại. Cũng phải có một ông chứ, có một ông ấy sau khi mà nghe chúng tôi thảo luận với đề tài vợ chồng, tình yêu hôn nhân, thì ông ấy có viết một cái thư chúng tôi cũng thấy là cảm động. Trong đó có cái đoạn như thế này: tôi xin mạo muội với nguồn cảm hứng tri âm sâu xa với tất cả các bà vợ Việt Nam, tôi đã viết ra bài thơ này mong là một chút quà đơn điệu gửi đến các bà, biểu hiện dấu ấn hòa bình của thiên niên kỷ mới. Trân trọng kính chào anh Ngạn và cô Kỳ Duyên, ký tên 6 Lục Xích, Virginia.
Cái ông này buồn cười sáu tức là lục rồi, ông ấy còn vừa sáu lại vừa lục đó là thế nào? À, thì trong này ông làm thơ dài lắm, 2-3 trang. Thì chúng tôi không có nhiều giờ thì chúng tôi chỉ đọc được một vài câu thôi. Như thơ này ông tặng cho vợ ông phải không hay là? Không biết, nhưng mà nếu mà ông tặng cho vợ cũng là tốt, bởi vì ông coi người vợ ông là một cái biểu tượng của phụ nữ Việt Nam. Thì ông viết như thế này: vợ là dòng suối trong lành, con voi yêu quý của anh suốt đời. Như vậy là bà này bà ấy chắc bà ấy cũng hơi phúc hậu chứ. Vợ là đồ cổ tuyệt vời, để lâu mất giá nếu rời xa ta. Quý vị nghĩ là đồ cổ thì càng để lâu nó phải càng có giá, thì tại sao đây? Nghĩa là ông này ông ấy thương vợ nhưng mà thương kiểu cắn răng. Thành ra rõ ràng là trong cái nỗi thương của ông nó vẫn có những cái gì nó cay đắng lắm. Ở dưới ông viết là: vợ là sư tử Hà Đông, là cái tủ sắt ta không có chìa, đinh ninh giữ trọn lời thề, bao nhiêu lương tháng mang về cho em. Thế nhưng mà quý vị thấy là ông muốn chê, ông muốn làm cái gì đó, nhưng mà ông kết cái câu đó là được rồi. Bao nhiêu lương tháng mang về cho em là được rồi. Bởi vì cuối cùng thì kết thúc 2 trang thơ thì ông viết như thế này: thế gian không có đàn bà, đàn ông sẽ phải chết già cô đơn. Nghĩa là dù sao gì có cũng còn hơn không, phải không anh? Thì chúng tôi là một người mà nghĩ đến mình sẽ cô đơn nếu không có đàn bà thật. Thành ra chúng tôi cũng thông cảm và rất là cảm ơn ông Sáu Lục Xích ở Virginia, Hoa Kỳ đã có những vần thơ như thế này. Chúng tôi nghĩ rằng là đàn ông chúng tôi cũng sẽ nhớ những cái thơ của ông. Dĩ nhiên là có những cái câu mà thơ của ông thì mọi người đều áp dụng chung cho bà vợ của mình được, nhưng mà có những người cũng không áp dụng được. Thí dụ như cái câu mà ông viết là con voi yêu quý của anh suốt đời thì mình phải sửa đi. Và thưa quý vị, cái nhạc phẩm sau đây, một nhạc phẩm ngoại quốc mang tựa đề Tell Me What Can I Do, lời Việt của Lan Anh, nói lên cái tâm sự của hai người đã sống với nhau và đã yêu nhau rất lâu. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát của nam ca sĩ Tuấn Ngọc. Và lần đầu tiên chúng tôi hân hạnh được chào đón người nữ ca sĩ này đến với Trung tâm Thúy Nga. Thưa quý vị, đó là nữ ca sĩ Thúy Anh. Hãy mang niềm tin sẽ có một ngày mai với ánh nắng vàng hạnh phúc miên man sau cơn mưa dài. Biết làm sao khi con tim yêu là yêu trong thiết tha. I still love you. Tell me what can I do. I need you right here beside me. How can you tell me we're through? Tell me what can I do.
quý vị, nam ca sĩ Tuấn Ngọc thì chắc chắn là quý vị không lạ. Nhưng mà lần đầu tiên mà Kỳ Duyên giới thiệu Thúy Anh, tức là em gái của Tuấn Ngọc trong gia đình của nhạc sĩ Lữ Liên, mà ngày xưa chúng ta nghe ban hợp ca Thúy Hà Tú, tức là Khánh Hà, Anh Tú và Thúy Anh, thì cô bỏ sân khấu đã đến 20 năm. Thì bây giờ chúng tôi mới có dịp mời lại. Thưa quý vị, gần đây quý vị thấy là trong các chương trình của Thúy Nga, video Thúy Nga đều có một vở hài kịch. Đó là vì chúng tôi nhận được rất nhiều thơ của khán giả, cũng như những sự khích lệ của khán giả. Khán giả muốn có được những tiếng cười sau những ngày làm việc mệt nhọc. Mà Kỳ Duyên nghĩ rằng có thể là tại vì cuộc sống của chúng ta, nhất là ở hải ngoại, nó quá nhiều những cái bận tâm, lo óc, phiền não về trí óc. Thành ra nhiều khi đi về, quý vị đi làm mệt về, quý vị bó quân băng vô, quý vị coi hài kịch và quý vị cười thoải mái đi ngủ. Thành ra vì vậy, trong mỗi chương trình chúng tôi đều cố gắng để dựng lên một vở hài kịch để cống hiến đến quý vị. Thưa quý vị, Kỳ Duyên không hiểu tại sao, có lẽ Kỳ Duyên sang đây còn quá trẻ, tại sao trong dân gian Việt Nam chúng ta lại có những cái mà tin dị đoan, như họ tin là con gái tuổi Thân thì cao số, hoặc là có những cái tuổi mà họ cho là xuôi hơn, tuổi này hơn, tuổi kia xuôi hơn. Bởi vậy Kỳ Duyên vẫn nghe các cụ nói là người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi, mà sao tôi lại ngậm ngùi tuổi Thân. Kỳ Duyên không biết là tuổi Thân nó có cái gì khó không, khổ không, mà tại sao ở trong này có quý vị nào tuổi Thân mà cảm thấy mình ngậm ngùi không? Bà kia đang giơ tay cao nhất. Không ngậm ngùi gì cả. Thưa như thế này ạ, người ta thường nói là tuổi Dần thì cao số, tuổi Thân thì ngậm ngùi. Nhưng mà những cái đó thì tôi không biết là theo cái khoa tử vi nào, thì cái đó chúng tôi không thấy nó có cái căn cứ đáng tin cậy. Chẳng hạn như người Mỹ người ta cũng tin, người Tây Phương nói chung người ta kiêng con số 13 chẳng hạn. Người ta cho là, thí dụ quý vị nhớ lại là Paris by Night làm tới Paris by Night số 12, rồi quý vị không thấy Paris by Night có số 13, thì cái cuốn Paris by Night 13 đó chính là Paris by Night đặc biệt, là bởi vì cũng chiều ý khách hàng mà tránh con số 13 đi. Nhưng mà thưa quý vị, thôi thì chúng ta cứ tin rằng là trong xã hội có những người đàn bà cao số, và chúng tôi mời quý vị cùng thăm viếng một căn nhà trong đó có 3 người đàn bà cao số. Thưa quý vị, đó là Hồng Đào, Ái Vân, Trang Thanh Lan và Quang Minh. Đánh như là nhạc đám ma mà ngày nào cũng đánh. Chiều chiều trên bến vắng lâu, mà ai ngồi ai câu ai sầu ai thạp, ai thương ai cả mà ai nhớ ai mong. Thuyền ai ai cái gì nhấc lên. Chuyện chi rồi mù. Đứng lên. Mày ngồi một chỗ thì bè ghế nó bẹp một chỗ thôi. Mày nhích qua nhích lại mòn nguyên cả cái ghế của tao. Mày nên nhớ là đây. Mày nên nhớ cái ghế này tao mua là tao tính đến đời cháu nội tao á. Ngồi nó mới mòn. Mà mày ngồi như này là giảm thọ cái ghế của tao còn gì nữa. Chú con cha này... mù ơi mù nói chí nghe buồn cười quá. Mù như rí mà còn trinh nguyên mà lo chí chồng nồi chồng ngoài. Mệt quá lo xa quá làm mất cái nguồn cảm hứng của em rồi. Em phải đàn tiếp đây. Mày ngồi nhích ra tí đi. Ngồi ở đây thứ bảy chủ nhật mà hai đứa nhà em đi chơi đâu ế độ hả em? Bởi em ế độ khi nào đâu. Coi như em buồn là em ra vườn nghe em ngắm trăng nha, em làm thơ rồi em ăn hộp vịt luồng rồi chị. Con này thế mà nó tính kỹ nhá. Ngồi nhà chắc ăn đỡ tốn tiền. Nói thật thời buổi này á, bạn tí là xỉa tiền ra. Xót hết cả ruột. Mà nói thật, chả biết bọn đàn ông chết tiệt nó biến đằng nào hết không biết. Để ba đứa chúng mình ngồi cứ mốc lên, chả có ma nào đến hỏi. Ê, giỡn hoài nghe. Hai đứa bay mốc chứ tao không có mốc mà nghe. Sao? Chị ơi, nói đến mốc em mới buồn chứ thân em đi chị. 22 mùa lạ rùng rồi mà chưa có thằng đàn ông nó rờ vào vai em hết đó. Buồn ơi, hả? Mẹ ơi. Mày nói ai 22 mùa lá rụng con hoa kia? Thì em đi chứ còn ai nữa. Mày chạy ra mày soi gương cho tao đi. Ôi giời, cái mặt già khú đế, cái nhăn nhúm như thế kia mà lúc nào 10 năm nay ai hỏi cũng nói là em chỉ có 22 mùa lá rụng. Sợi, mày đi ngược thời gian à? Anh ấy hay là người hành tinh khác?
Mụ ơi, sao mà mụ xài cái chi mà cũng tính kỹ càng, mà riêng tuổi em mụ xài sang dịu rửa. Chú trai nói 22 tuổi mà còn ngồi không như trí nè, là người ta cười vào mặt em rồi. Nói là 40 tuổi mà phòng không chiếc bóng như trí là ột dột lắm, em dám nói đâu. Trời ơi, mà em nói tiệc cho em đã thủ thật cáo sổ tiệc đó. Sao? Từ hồi đi học đến bây giờ đó. Sao cưng? Trời ơi, không ai đã đụng vào em, là răng chì. Ôi vậy hả? Ô, mà mày nói tuổi bé giờ chưa ai đụng vào người mày hả? Dạ. Vậy là mày ế sưng ế xỉa, ế trỏng gọng ra rồi. Mà ế như thế là giống tao. Ờ không ạ, không mà em không có giọng chì mố nghe. Em quên kể cho mấy chị nghe nè. Sao sao sao? Năm 17 tuổi đó em có một tình yêu. Có. Chú trai anh đẹp trai vô cùng nghe, trí thức vô cùng. Chú trai tình yêu của em là một tình yêu tha thiết, một tình yêu trống sáng, một tình yêu lãng mạn, một tình yêu vô cùng romantic. Rửa mà coi như là chị mà có 3 tháng là chia tay rồi. Sao vậy? Chứ có mù vờ hẳn lấy giáo rượt chạy thầy mù nồi chứ chi nữa. Trời ơi, coi như là đời em gặp thuộc sinh rồi hái chi nữa. Cô mày tưởng mày thuyết kiều hả mày? Dạ em kiều nhi đấy chị. Mày có môn kiều nội kiều má chứ kiều nhi kiều bà. Thiếu gì người không lấy tự nhiên lấy chắc có vợ chi cho khổ vậy. Sao không bắt bắt chết như chị vậy nè chị rắn. Trời đất ơi, tao thấy hai đứa bay vậy tao tội nghiệp, tao thương hết sức luôn vậy đó. Sao chị á hả? 13 tuổi chị có kép rồi. Chú cha mẹ ơi, 13 tuổi là biết yếu rồi. 14 tuổi có người tới cưới rồi. Ôi, sướng quá mày. Cha ơi, 14 tuổi là trong vòng tay là chị thành đàn bà rồi đó. Kể tiếp, kể tiếp, kể tiếp. Nhưng mà 15 tuổi chồng tao chết. Rồi 15 thì để chồng chết rồi. Quả phụ cô đơn. Ê, nhưng mà lúc chồng tao chết tới bây giờ nha. Trời đất ơi, trai nó theo tao tấp nập, tấp nập, tấp nập. Tao phủi không hết gì nó bay. Thôi chết rồi. Rửa là anh nhà chết vào giờ trung rồi đó. Cho nên oan hồn lên theo chị đó. Đúng rồi, nguy hiểm. Cũng kiếm cái chuyện nguy hiểm lắm. Sao? Nhưng mà em nói chị nghe là dù có oan hồn hay ma gì đó, theo chị là chị cũng hên rồi. Sổ chị là đè bọc điều, còn em đè bọc ni lông chị ơi. Bà nói là chạy theo bà phủi đi không hết, phủi đi không hết. Thế tôi hỏi bà tại sao mấy năm nay rồi bà phải dọn vào ở chung với tôi con Hoa là thế nào? Đúng rồi. Tại tao sợ ma chứ mà. Sợ ma hèn chi mà chẳng có ma nào đến nhà này hết đấy nhỉ. Vui nhỉ. Mày giỡn hoài đó mà ma với quỷ. Xin lỗi tại mày. Tại đi chắc là phi nhiêu rồi. Mày biết không? Đúng rồi, hồi đó tao đâu có mi nhon như vậy đâu hả. Mà từ ngày tao lên cân tới giờ nghe, cha nào gặp tao cũng khen. Em sổ sữa quá. Em phúc hậu quá. Nó khen rồi bỏ trơn rồi mày. Bây giờ hả, cha nào mà chê tao hả, tao mới hy vọng đó. Nhưng mà tôi nói thật, tôi mới tức đây này. Sao? Cái hồi tôi còn trẻ nhá, là đi xem bói, ông thầy ông nói là tướng cô cao số lắm, tối thiểu phải 5 đời chồng nhá. Trời, vậy sướng chứ sao mày. Chú cha mẹ ơi, đời gái mà chịu 5 đời chồng là ném vào lâu sánh cái con chí nữa. Ở đó mà sướng, nát một đời hoa. Thế là hồi đó khóc gần chết nhá. Rồi cứ chờ mãi, rồi 5 tháng trôi qua rồi bây giờ một chồng bói còn trả ra, huống chi là 5 chồng. Rồi. Của đâu ra mà sộp thế. Cô thành đạt tiên rồi đó. Nữa. Dạ. Tao nói thiệt nha, tụi bay mắc mớ gì phải lấy chồng. Trời ơi, ở không vậy mà sướng hả mày ha? Dạ đúng rồi, không có chị lấy chồng mới sướng chứ ở không có sướng gì. Vậy tao nói gì, tụi bay ngu lắm. Ông bà mình nói có chồng như gông đeo cổ vậy đó. Thôi em thích gông chị ơi. Tao nói thiệt nha, bây giờ hả, có thằng cha nào theo tao hả, giàu con nhà giàu, đẹp trai học giỏi cách mấy, tao cũng không có thèm đâu, tao nói thiệt á. Mụ điên à? Điên cái gì? Tao thèm gì? Thèm gì kệ tao, tao nói mày nghe. Tao biết sao mày ế chồng rồi. Tại sao? Mày có cả $100,000 tiền mặt trong tay. Nói khẽ gì vậy mày? Chuyện chi rồi mù. Này, gì? Bà dình tôi đó hả? Cần gì tao phải định? Ngày nào ông đem ra đếm, cần gì tao phải định? Trời đất ơi, có 100,000, ngày nào ông đếm trơn, đếm mồm móng tay luôn, mỏ mày. Tao nói thiệt á, bởi vì đâu dám nguyên ấy trai đâu, sợ nó vô nó đào mỏ. Đàn bà mà có nhiều tiền khó lấy chồng lắm. Tao nói mày nghe, mày chia cho tao với qua bớt đi. Ê chị Hằng. Gì? Chị chửi mặt tôi đi nhá. Gì? Chị xỉ vả mắng mỏ tôi như tát nước đi nhá. Chị đánh đập tôi tàn nhẫn dã man đi nhá. Nhưng mà tiền của bà đừng có đứa nào mà đụng vào nhá. Đồng tiền nó liền với khúc ruột nhá. Nói thật đâu, đau bụng lắm. Làm gì vậy? À chị sao không sướng? Tao đã chơi bộ. Chơi thì giờ tưởng mày dám đưa, người ta dám xài cho mày coi. Đó, thấy chưa? Nhưng mà tôi chuyển đề tài khác, tôi không thích nói chuyện tiền đây. Chỉ qua mày. Chi?
Ừ, mày muốn chồng thành dịch vậy đó. Bầy em muốn chí muốn à. Mà không chịu đi giao thiệp, mày phải đi đây đi đó mày có cơ hội mà quen với trai chứ. Đúng. Mày như tao nè, thấy không? Chỗ nào vui là tao tới. Rửa đám à. Cưới, đám hỏi, đám gì có trai là tao tới. Rửa à. Kẹt kẹt không có đám ma tao tới luôn. Ừ. Chú cha mẹ ơi, hàng chí tuần vừa rồi về em nhìn vô trong giỏ bà ôi chá, nó nhang nó đen nó vậy vậy tiền vàng bạc. Đi đám ma đúng về rồi, đã. Đám phủ không à? Cà đồ. Hả? Quà tặng. Quà tặng của trai. Mày biết không, thằng cha đó, cha đi đó mà cha mua nhang đèn đồ tiền vàng bạc quá trời luôn, cái chả cúng người chết à. Cha cúng dư cái chả cúng tao. Ê quên, chả tặng tao, chả tặng tao. Vui quá, rửa là ông nào mà yếu mạnh liệt giảm tặng chi luôn cái hôm đó. Cái quan tài luôn, tặng luôn quan tài. Bây giờ tụi bay thấy tao đẹp rồi trai theo nhiều, tụi bay ganh, tụi bay muốn tao chết sớm hay sao vậy? Không có sao nữa vậy. Xin lỗi tụi bay thôi, bây giờ vậy nè, tụi bay ít có ra đường quá hả? Tụi bay đang báo tìm bạn bốn phương thử coi. Ô, vợ em ưng làm chuyện đó đâu, em con nhà hoàng tộc mà. Ai muốn chồng mà làm điều đó em muốn đâu, đừng có nói tầm bậy nghe ụt dột lắm. Ai mà ngu gì mà làm cái chuyện tốn tiền tốn bạc ấy. Tao thấy á, có nhiều người đang báo tìm bạn bốn phương mà nên duyên vợ chồng mình đó. Ôi mà thôi, thôi dẹp dẹp cái chuyện mà vợ chồng qua bên đi bây giờ nè, đi chơi với tao. Đi đâu? Hát karaoke à? Tầm thường. Em biết rồi, ra vườn ngậm trăng rồi ăn hột vịt lộn. Lộn lộn tôi giả cái chát vô mặt. Bây giờ lộn 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 cái gì? Đi thuộc pizza. Ôi thôi em. Trời ơi, còn con gái ai mà đi thuộc pizza. Thì sao đi vậy? Bà này đúng là cái gì? Thuộc pizza vui tới màu đồ ngu. Excuse moi, mademoiselle. Nói tiếng Việt đi cha. Mặt Việt Nam chân mày đang nói tiếng Tây nữa. Ok, d'accord. Dạ, cái chết giờ. À, xin lỗi. Cái mai vậy? Dạ, xin lỗi chị, nhà này phải nhà của cô Hoàng Hôn không chị? Hoàng Hôn? Dạ. Nhà này không ai tên Hoàng Hôn á. Ủa? Nhà này có ba cô gái đẹp tuyệt trần, đẹp thần sầu quỷ khóc. Toàn là bình minh sáng tươi, không ai là Hoàng Hôn hết trơn. Ủa? Vậy nhà này phải nhà số 15 đường số 7 không chị? Phải. Ê, sao ghi rõ ràng là công tằng tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn. Số nhà ghi rõ ràng vậy nè chị. Tôi đã nói rồi à ngang. Nhà này không ai là Elizabeth hết trơn á. Dạ. Mà không ai là công tằng tôn nữ hết trơn á. Quả chăng có con công tằng tôn nữ Nguyễn Thị Hoa. Mà nó ghét đăng báo tiệm bạn bốn phương nó không có đâu. Ờ à, vậy chắc tôi lộn mà xin phép chị tôi về nha. Dạ. Ê này nè. Có ai đăng báo tiệm bạn bốn phương mà để địa chỉ nhà mình, cha này cho tới cho kiếm nè. Ôi. Mày. Này, tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện dư tiền dư bạc ấy nhá. Mà mà có phải ế ẩm gì đâu mà phải đăng báo kiếm chồng cái chứ. Vậy nếu lộn thì xin phép hai chị tôi về nha. Dạ đừng anh ạ. Này này này. Dạ. Anh đọc thì xem có cái gì ở trong mới được chứ. Đọc thử coi. Dạ dạ, đọc thử chị nghe nha. Đọc đi. Dạ dạ. Thiếu nữ xinh đẹp và ngây thơ. Ôi, sư mẫu không mà ngây thơ. Yêu màu tím hoa sim, thích nhạc Phạm Duy, mê tiếng hát Chế Linh. Đã 22 mùa lá rụng, vẫn cô đơn chiếc bóng, lê bước chân độc hành, đêm đêm về khóc lè lôi. Không, lẻ lôi, đọc lộn mà lè lôi. Dạ, lộn. Đêm đêm về khóc lè lôi một mình, lẻ lôi một mình. Dạ, lộn. Tao nghe văn chương này giống mà Dạ Lý Hương quá à. Giống tuồng cầu quận 9 quá trời mày. Văn này Nguyễn Ngọc Ngạn phải trả lại tiền nhá. À. Mà thật nhà này làm gì có ai mà 22 mùa lá rụng, toàn là 40 giờ lên à. Chỉ có mỗi mình em là mới 23 mùa rưỡi thôi anh ạ. À, vậy thôi chắc lộn nữa rồi, thôi xin phép hai chị tôi về nha. Thôi, à, dạ dạ dạ. Đọc tiếp. Dạ dạ đọc tiếp thôi chị. Còn gì anh đọc nốt đi anh ạ. Dạ đọc nữa tiếp nha. Đi. Dạ. Ai có cam? Ai không có cam? Dù diện quá đi. Cam quyết cái gì nhà này? Dạ không phải, tại mấy cô làm con dạ. Rung. À, không có, tại mấy thím làm con rung quá. Dạ. À. Dạ không phải, tại hai bé làm anh rung quá. Ai có cảm thông phải cam? Dạ. Đọc tiếp. Ai có cảm thông cho nỗi buồn gác trọ thì xin thả cánh nhạn tâm giao về người con gái bé bỏng tên công tằng tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn. Số nhà 15 đường số 7, hứa hồi âm dù thư tới trễ. Nếu hợp sẽ tiến xa, không hợp cũng tiến luôn. Người con gái bé bỏng chắc phải tao rồi đó. Dĩ nhiên rồi. Dạ, hai bé. Còn câu tái bút nữa. Elizabeth Hoàng Hôn cao 1 thước 65, dòng ngực 95, dòng mông 95,
dòng eo 45. Gian lộn nhà thiệt lên ơi, đây toàn nhắn ép không à, không có 95 gì hết trơn á. Dạ, thì chắc cũng hy vọng lộn thôi, xin phép hai bé anh về. Ấy người ơi, người ạ, đừng về. Chị mà chị tao nè, đang vui dự rửa. Có ai đăng báo tìm bạn Quốc Phương mà để địa chỉ nhà mình cho này tới kiếm? Không, em không. Mày, chắc không, chắn mày chứ em là mày chứ mày chứ. Em không, tao em không, không. Em có. Nó mê trai mà. Nhưng chó mè ơi, mày giấu nhằn nhùi mà ảo quân bạch báo rửa là mình gặp mạ giảm sính rồi. Chứ chơi, nhưng mà em nói anh nghe nghe, chắc có lẽ là anh không phải mạ giảm sính mố, mà chắc anh là mạ giảm lam đó. Chứ cha mà em làm cái gì em cũng thích hết á. Làm thơ em thích nè, làm việc em cũng thích nè, làm lung tung em thích hết anh ơi. À, dạ xin lỗi chị, tôi không phải là mạ giảm sinh. Dạ chắc tôi mạ giảm về. Thôi xin phép mấy chị tôi về. Khoan anh, chờ em chút xíu. Hai chị về. Hai chị có thương em không? Không. Tầm bầy nè, hai chị thương em. Bây giờ hai chị đi chơi một mình đi nghe. Trời ơi, nhà mình âm thình dương suy nhiều quá rồi. Để cái chuyện này em giải quyết cho nghe. Nè, thôi ráng đi nghe cưng. Dạ. Tao thấy thằng này cũng được, cái mặt nó giống tài tử Hồng Kông đóng vai vua Càn Long á. Đúng rồi. Thôi vô cho nó làm việc với trai đi. Dạ. Càn Long mới càng cua cho em nói chuyện xong hết chị ơi. Ôi trời ơi, tay anh răng rửa. Không phải chị, tôi méo mó nghề nghiệp. Dạ. Quả sĩ mà chị. Dạ. Mỗi lần ai đụng vô tay cái tự nhiên tôi nổi hứng lên nè. Dạ. Mới vậy tôi gặp chị, tôi muốn vẽ cho chị một cái chân dung tuyệt đẹp vậy đó. Cháu ơi, chân dung em anh ngoại như rí là em giống con trung rồi còn gì nữa. Đâu có. Thì ra. Dạ dạ, em là công tần tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn đi anh nè. Ôi vậy hả? Dạ. Anh không nhận ra em sao? Thì ra, nhưng mà tại sao hồi nãy bạn của chị á, dạ, gọi chị là Hoa? Ôi cháu ơi, Hoa là tên cụm cơm của em. Ôi vậy hả? Anh biết không, ngày xưa khi em còn bé xí như trí nè. Ừ. Cha mẹ ơi, em đẹp lắm anh ơi. Em xinh xắn lắm. Chú cha mẹ ơi, em sáng như thiên thần đó anh. Rồi coi như là ba mà em sợ ông bà bắt đó, cho nên đặt em cái tên là Hoa. Hoa có nghĩa là hoa 10 giờ anh nè. Hoa trinh nữ đó anh. Tôi nghĩ chị không phải là hoa trinh nữ. Chị hoa chí anh. Mà là hoa bất tử á. Ồ, hoa bất tử là hoa gì vậy anh? Là hoa ni lông á. Không bao giờ tàn hết nè. Anh vui quá đi thôi à. Nhưng mà dạ, chị nói hồi nhỏ chị đẹp như thiên thần vậy. Dạ em sáng như thiên thần rồi anh. Sao lớn lên nó... Sao anh? Lớn lên nó khác quá. Không, ý tôi nói là lớn lên cái chiều cao á, một thước 65 sao. Chứ trời ơi, 1m65 là em tỉnh luôn guốc đây nè anh nè. Dạ. Rồi còn cái dòng anh... Ôi, chú cha cái gò đỏ đó à. Anh ơi, cái tiểu tiệc đó mà quan trọng chí muốn á. Coi như cái đỏ coi như là ứng phong thì hẳn phong, mà ứng xẹp là hẳn xẹp liền á. Ủa, sao vậy? Thì giống như là bánh phong tôm á. Để rỉ đi nè. Anh bỏ với chảo dầu nóng nghe. Hẳn to đi nè. Có chí muốn. Ê, ngộ quá ha. Dạ dạ dạ. Dạ, 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 mời anh ngồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Ủa, tôi chết rồi. Sao chị? Dạ không. Dạ, em... chưa hân hạnh được biết tên anh. Thì làm tôi hết hồn. Dạ dạ dạ, mời ngồi. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Chú cha mẹ ơi, Dương Thường Trực. Dạ. Nghe cái tên là anh biết anh sức khỏe phí thường rồi. Chị biết hay ghê vậy đó. Dạ. Ba của tôi tên là Dương Thường Xuyên. Vì muốn nói giọng đã, tôi là Dương Thường Trực. Trời ơi, coi như là cha con anh di truyền sức khỏe rồi đó. Trời ơi, em vui quá. May mắn. Trời ơi, không đi. Thụng đi. Mày có thiệt đó, đi thụng pizza sướng hơn. Bây giờ mày không chụp thụng pizza. Ở đằng kia có đám ma, có trà nhiều lắm. Thì dẫn mày đi, thì giới thiệu cho. Thôi thì đi một mình đi. Em thì ở nhà em phụ với con Hoa để mà tiếp khách. Chứ còn nó chưa có kinh nghiệm với đàn ông bao giờ. Lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì em lại ân hận suốt đời đấy. Tao ngờ mày thương Hoa dữ ha. Thôi giờ hai đứa ngồi nói chuyện với trai nghe. Tao vô tao ngủ tao lấy sức, tối tao thuộc pizza. Vâng, chị cứ đi đi. Chị... để em làm gì? Vô phòng lấy tiền đếm cho nó sướng đi chị. Tiền nào gì lúc này em để chị nói chuyện với khách nhá. Dạ. Anh ạ, à, thế anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Dạ,
Xin tự giới thiệu với chị. Vâng. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Dạ. Yeah. Vâng. Tôi chuyên môn về vẽ về vẽ về hình khỏa thân. Yeah. Khỏa thân à? Dạ. Thảo nào tên là Dương Thường Trực là đúng quá đi rồi còn gì nữa nhỉ? Anh Trực này. Dạ. Anh chị? Dạ. Xin lỗi chị. Dạ vâng. Tại vì tôi là một người họa sĩ nổi tiếng á chị. Dạ. Mà một người nổi tiếng thì không thể nào gọi tên tắt được hết á. Dạ. Xin chị kêu tên đầy đủ cho. Dạ, dạ vâng. Cứ dạ. Quên xin lỗi anh. Dạ. Anh là Dương cái gì anh nhỉ? Dạ. Dương Thường Trực. Dương Thường Trực, vâng. Yeah. Anh Trực này coi như là em thích hội họa lắm nhá. Yeah. Tất cả cái gì mà cứ xanh đỏ tím vàng là em thích tuốt tuần tuột anh ạ. Em cho em hỏi câu này về nghệ thuật một tí anh nhá. Yeah. Vâng, thế em nghe nói là người họa sĩ kiếm nhiều tiền lắm phải không anh? Dạ nhiều tiền lắm chị. Vâng, vâng. Chị biết không, có nhiều khi một tấm tranh của Picasso á, vâng, lên tới là mấy chục triệu đô la đó chị. Ôi dồi, thế quá. Dạ. Giàu quá nhỉ. Nhưng mà đặc biệt cái là họa sĩ nổi tiếng phải chết rồi mới có tài có giá. Ôi dồi, thế thì chờ giàu thì lâu quá nhỉ. Dạ. Ôi chị chờ gì chị? Dạ tại vì anh còn trẻ khỏe nên bao giờ anh mới chết. À. Chị. Cái gì em? Em nói chị nghe nè, tiền ở trong phòng chị một đống ở vỗ đệm đấy chị. Chị ngồi đây chị làm kỳ ra cả người em quá rồi. Anh cứ khuyết thương con nhỏ hoa hồng hơn này mà. Nó như thế 39-40 rồi mà cứ lúc nào cũng ngây ngơ ngớ ngớ ngẩn như con nít ấy nhá. Mà anh biết không, bây giờ nó chát nửa tả phấn vào mặt ấy chứ. Đêm đến là nó chùi hết son phấn, anh biết không, trông nhăn nhún như quả táo tàu như bà cố nội mình á. Kinh lắm. Anh biết không, còn con mùi ní này hẳn á, mùi hơn em bổn con giảm á. Mà chú giái coi kìa cái tưng như con nít á. Bà mù mới già hơn tôi nghe. Tôi không nói chị hết. Hai chị yên tâm đi. Với trái tim của một người làm nghệ thuật á, thì tôi không bao giờ phân biệt tuổi tác. Và cũng không bao giờ phân biệt xấu đẹp hết đó. Có thể đó chứ. Cũng như là thái tử Trạc nước Anh mấy chị biết không? Biết chứ anh. Đó. Chuyên môn đi mê đào già mà xấu không à? Có phụ đi già có thể xấu anh à? Đi trai xấu. Nhưng mà anh à, anh cho em hỏi anh một câu này này nữa nhá. Dạ. Cho em hỏi anh ấy là thường thường là anh là họa sĩ tai tiếng nhá. Dạ. Thì là một bức tranh thì anh ký hiệu cái tranh này là cái gì? Bình thường tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Vâng. Nhưng mà khi vẽ tranh thì tôi có ký hiệu là Mặc Quân Huyền. Ôi trời ơi. Mặc Quân Huyền à? Mặc Quân Huyền nghe tên thâm thúy quá, sâu sắc quá. Dạ. Tuyệt vời quá, nghe cái tên cứ như là tên vua tàu anh ạ. À. Dạ, cảm ơn chị. Tuyệt vời. Dạ. Ôi chúa chí mố, Mặc Quân Huyền còn nghĩa là mặc quân gì có chứ mà vua chúa. Không phải chị, Mặc Quân Huyền chứ không phải mặc quần. Dạ. Ủa? Chị nói lẽ là mặc quần. Trời đất ơi, nãy giờ nói chuyện trai lâu dữ vậy hả? Cha này nói chuyện cũng dài dữ à nghe. Nói chuyện gì vui vậy? Xin ra cho ngồi chút coi. Trời, mẹ vô duyên nữa sợ luôn. Yeah. Chuyện gì vậy? Có chuyện cái tay chị đó. Tay anh là mạ dám làm, cái tay chị đề gân quá đó. Dám làm thì tao cũng dám chịu chứ tao có sợ gì đâu. Nhưng mà chị ơi đi chơi làm cái gì? Sao? Ngồi đây nói chuyện với anh Dương Thường Trực vui lắm cơ. Tên gì? Dương Thường Trực. Trời, tên gì kỳ cha. Lâu lâu Dương lần thì được, Dương Thường Trực ai chịu nổi không ngoại? Dạ không có chị. Trời đất ơi. Quen rồi chị. Dương Thường Quen. Anh Trực nè. Dạ không, tôi là họa sĩ nổi tiếng chị. Mà người nổi tiếng thì xin chị gọi tên đầy đủ Dương Thường Trực. Anh dạ. Trực. Dạ không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Có Trực đây em. Tôi nghe nói mấy cha họa sĩ cũng có nhiều người khùng khùng điên điên lắm phải không anh? Đâu có. Đâu có điên đâu. Mà là khùng. Mà không phải khùng nữa mà là mát. Ủa? Đúng. Những người thường hay cho những người họa sĩ chúng tôi là những người mát không à. Tại vì những người chúng tôi là những người chuyên môn đi tìm những cái mới lạ. Và cũng luôn luôn đi tìm những hình bóng gia nhân. Tìm hình bóng gia nhân như nhà này làm gì vậy? Đúng là gia nhân không có. Có giả nhân. Không, tại tôi nói giỡn cho nó vui vậy thôi. Không có đâu. Nhưng mà đặc biệt một điều á, cái người họa sĩ chúng tôi quan niệm về tiền thì ít, nhưng mà tình thì nhiều. Cũng giống như trái tim của những người họa sĩ chúng tôi á, nhỏ nhưng mà khát vọng rất là bao la. Sữa à, trời ơi, tuyệt vời quá. Đặc biệt nhất là cặp mắt của một người họa sĩ chúng tôi nhìn không giống những người thường đâu. Giống cái gì vậy? Đúng. Khác hả anh? Khác tương tự răng. Như là, thí dụ như ba cô đang mặc ba bộ đồ rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà với cặp mắt của một người họa sĩ như tôi có thể tưởng tượng được là ba cô đang không mặc gì hết. Trời ơi. Không. Nhìn kỳ vậy.
Tôi tưởng tượng cặp mắt họa sĩ, tôi tưởng tượng. Nguy hiểm quá, tưởng tượng nguy hiểm quá. Dạ. Nè thôi bây giờ vậy nè, không đi đâu chơi ấy, hai đứa vô nấu gì ăn mời anh Trực đi. Anh chị làm gì? Tao ngồi tao chơi với anh Trực. Thôi. Vậy thì nếu mà được ba cô mời dùng cơm tôi mừng lắm. Nhưng mà trước khi chờ đợi các cô mà nấu ăn nấu nướng gì đó thì tôi sẽ chạy ra ngoài mua một chai rượu. Tại vì bữa ăn của tối bữa Pháp á có một câu là câu gì? Dîner sans vin, cơm lên sans vin, sans crème. Câu gì kỳ vậy? Dạ, có nghĩa là bữa cơm tối mà thiếu rượu vang giống như là trẻ em thiếu cà rem. Hay quá. Bây giờ mấy chị chờ tôi đi nha. Nhưng mà có một điều quan trọng nữa, tôi sẽ dành một sự bất ngờ cho ba cô. Rửa à? Anh ơi, anh đi ăn mau về nha. Em nấu cơm hẹn anh dùng nha. Hẹn em anh dùng một lần anh mê liền à. Dạ, được rồi. Anh đi nhớ về mau nha anh nha. Trời em đang chờ anh nha. Hai đứa bay tao mệt lắm rồi nghe. Mệt gì mệt? Hết chuyện rồi mấy thằng quả sĩ khùng khùng điên không nhớ mãi trơn à. Ủa trời ơi, khùng điên chứ em cũng giật lãng hết trời, thiểu thủ quá rồi. Điên thế, đẹp danh thế, bảo điên khùng. Khùng thế chứ khùng nữa, em cũng chơi luôn. Cái mùa này vô duyên chưa kìa. Của em là điên đòi chơi là chơi ra răng. Vô duyên cái đó của... Mặc quần Huyền là của em mà. Tao nói cho mày biết, mặc quần Huyền của tao. Em nói là mặc quần là của em. Mặc quần của tao. Quần của em. Quần tao. Quần em. Quần tao. Quần em. Quần của tao. Con muốn xin thôi. Tự nhiên hai đứa bay quá vô duyên dành cái quần à. Trời đất ơi, quần của tao nè. Thôi hai mẹ đi vô nấu cơm đi. Trời ơi. Chị ơi, hả? Đây, và đây là sự bất ngờ cho ba chị. Kính thưa quý vị, tôi là họa sĩ Dương Thường Trực, biết hiểu là mặt quân Huyền. Và hôm nay tôi lột vào căn nhà có ba nàng tiên. Mà ba nàng tiên lỡ thời. Ông bà ta ngày xưa có câu á, sao cô chẳng chịu lấy chồng, người ta lấy hết chổng mông mà gào. Cha mẹ ơi. Dạ, vì vậy để khỏi tình trạng này xảy ra, tôi mới hy sinh đời trai của tôi, lập ra một chuyện dự thi. Cuộc dự thi này rất đơn giản, tôi sẽ đặt ra một câu hỏi. Nếu một trong ba cô này trả lời hay, mấy quý vị lựa chọn, thì mặt quân Huyền này sẽ chọn người đó. Câu hỏi rất đơn giản, các cô chuẩn bị nha. Dạ, sẵn sàng rồi anh. Quý vị đồng ý không ạ? Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Các cô chú ý nha. Câu hỏi đó là qu'est-ce que c'est l'amour? Có nghĩa là tình yêu là gì? Em trả lời trước nhé. Thưa quý vị, em tên là Nguyễn Thị Nụ, em thi hoa hậu quen rồi. Em trả lời nhé, tình yêu là hai bên nhé, cùng có lợi nhé. Là thuận mua vừa bán, là tiền cha mà cháu múc. Mà như ông gì nhà thơ nổi tiếng á, nói là yêu là mất ở trong túi tiền một tí đấy anh ạ. Em trả lời hay quá nhỉ, vỗ tay. Cái cô này có tinh thần buôn bán. Mời cô thứ hai. Dạ tới em. Em đúng quá. Dạ em là công tầng tu nữ Nguyễn Thị Hoa. Dạ em lấy hơi lên không vậy? Ngáp. Dạ xin lỗi chị. Xin lỗi chị nha, chị bị xuyễn hả? Dạ không có, tại vì em run quá. Dạ chị ngáp à? Từ thôi, ngáp quá rủi ba vô. Dạ bây giờ em bắt đầu trả lời nghe anh. Dạ tình yêu có nghĩa là hoa nở rồi hoa tàn, bèo dạt rồi bèo trôi, tình đến tình đi rồi người cũng đi. Tình là gì, tình là chi mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì tình. Vậy nãy giờ cô nói tình gì tôi không hiểu. Dạ cái đó là em nói tiếng Việt đó. Còn tiếng Tây có nghĩa là. Tại sao? Oh chérie, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dạ em cảm ơn. Rồi xin mời cô thứ ba. Thôi bà lên đi. Lên con mệt quá. Vậy dạ mời bé trả lời. Em tên Trần Hằng. Tình yêu là gì hả? Tình yêu là cái con khỉ khô gì? Theo em hả?
thương á thì em chụp, không thương á thì em dục, mà cà chớn với em á thì em đục vô mặt. Wow. Thuyết giang, thuyết giang. Dạ, quý vị thấy rồi. Cô người Huế thì kiêu sa đa tình, còn cô Bắc Kỳ nho nhỏ kia thì kiêu ngạo và khách sáo. Cuối cùng cô Nam Kỳ chân thật và thật thà. Vậy thì quý vị đã biết tôi chọn ai rồi. Người đó không ai xa lạ, chính là Trần Hằng. Quần đây. Anh ạ, là nếu là anh thì anh chọn là cô nào trong ba cô? Tôi sẽ vào căn nhà khác cô. Thưa quý vị, lúc nãy mà Nhân nói về những cái chuyện mà tin dị đoan cao số, nhưng tôi nhớ là tháng 7 năm 99 vừa rồi đó, thì ở bên Campuchia, bên Nam Vang á, thì người ta loan ra một cái bản tin là vua Sihanouk một đêm nằm mơ thấy trước khi bước sang năm 2000 thì Diêm Vương sẽ hiện về bắt đi 20.000 cô trinh nữ tóc dài. Cho nên là ngay lập tức cái tin đó khi loan ra đó, thì có cả 100.000 những cô tóc dài xếp hàng ở những cái tiệm cắt tóc để mà cắt tóc ngắn. Nhưng mà về sau mà khi mà người ta cắt hết tóc ngắn gần như thành phố Nam Vang không còn một cô nào tóc dài nữa, thì người ta mới biết được là đó là cái tin mà mấy ông thợ hớt tóc ông ế của ông loan ra. Cái chuyện đó là cái chuyện tầm bậy. Nhưng mà Nhân nói chuyện ông họa sĩ chuyên vẽ tranh quả thân, thì chúng tôi vừa đọc cái câu chuyện là có anh chàng kia, anh sắp lấy vợ, thì đã làm fiancée, tức đã làm lễ đính hôn rồi. Thì một hôm tình cờ ông đi coi triển lãm, thì ông thấy một bức tranh rất là lớn vẽ hình người yêu của ông ấy khỏa thân. Thì ông ấy bực quá, ông ấy chạy về, ông gặp cái cô gái kia, ông bảo em tại sao dám ngồi khỏa thân làm mẫu cho thằng họa sĩ nó vẽ. Thì cô ấy bảo không, đời nào mà em ngồi khỏa thân mà làm mẫu cho thằng họa sĩ nó vẽ, chắc là tại anh vẽ theo trí nhớ đấy. Thưa quý vị, nhạc phẩm đang nổi tiếng mà rất nhiều ca sĩ trình bày, Trả Nợ Tình Xa, chúng tôi hân hạnh giới thiệu thưa quý vị qua phần trình diễn sôi động của Nguyễn Hưng và Lưu Bích. Anh ơi anh đã không thể
không thể nuôi bao nhiêu yêu thương này. Quý vị, lúc nãy quý vị đã được nghe một sáng tác của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Bây giờ chúng tôi lại xin giới thiệu đến quý vị một sáng tác nữa của ông mang tựa đề Đò Dọc, dựa theo cuốn tiểu thuyết của nhà văn Bình Nguyên Lộc qua hai tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Huyền và nữ ca sĩ Hoàng Lan. Tình mơ cũng xứng thôi liễu không.
Duyên vừa giới thiệu với quý vị nhạc phẩm Đò Dọc, nhạc sĩ Trầm Thử Thiên đã dựa theo cuốn tiểu thuyết của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Cuốn tiểu thuyết này được viết vào thập niên 50 và đã được giải văn chương toàn quốc. Đại khái cốt truyện kể về một gia đình ở thành phố dọn về đồng quê. Mà cái đặc điểm đây là gia đình này có 3 cô con gái. Thì khi dọn về đồng quê đó, thì ngoài những cái khó khăn mà họ phải đương đầu với cái cuộc sống mới, thì 3 cô con gái này đều vào cái tuổi mà họ khó kiếm được người yêu. Tại vì những chàng trai ở thôn quê thì quá khác xa với những cái chàng trai ở thành thị. Và ngược lại, ngay những các chàng trai ở thôn quê cũng thấy các cô gái thành thị này quá khác xa với mình. Có nghĩa là cả hai bên họ không dám đến gần với nhau. Nhưng mà rốt cuộc thì may cho mấy cô gái này không phải cao số như chị Ái Vân, chị Hồng Đào với chị Trang Thanh Lan. Thành ra rốt cuộc rồi họ cũng lập được gia đình. Và sau đó rồi thì họ cũng tìm được cái hạnh phúc trong những cái nếp sống bình thản ở đồng quê hàng ngày. Thưa quý vị, trên sân khấu Paris By Night có lẽ đã hơn một lần chúng tôi nói về sự hình thành của bộ môn cải lương, là bộ môn rất là quan trọng trong đời sống của nhân dân miền Nam. Thì trước hết là chúng tôi có thưa với quý vị là cải lương thoát thai xa từ hát bội, rồi đến bước thứ hai tiến lên một chút gọi là ca ra bộ, tức là vừa ca vừa làm điệu bộ. Thì họ trích những cái tuồng như Lục Vân Tiên, một người ca để chỉ mặt mắng những cái người gian thần vân vân, gian định ở trong xã hội. Rồi đến tiến thêm một bước nữa thì họ có những cái gọi là nhóm đờn ca tài tử. Cái đó là rất phổ biến tại miền Nam lúc chưa có hình thành, tức là đầu thế kỷ 20 thì rất là phổ thông. Những cái nhóm đờn ca tài tử có nghĩa là không ai chuyên nghiệp cả, họ lập thành những cái tiểu ban và họ thường trình diễn ở đình làng hay là những cái nhà giàu mướn họ về giúp vui trong những cái buổi tiệc. Nó giống như là gánh chèo ở miền Bắc. Rồi đến năm 1920 thì họ chuyển từ nhóm đờn ca tài tử biến thành những đoàn cải lương. Đoàn cải lương hiểu theo nghĩa là có ban, có tuồng tích, có sân khấu, có rạp hát và đi lưu diễn. Thì từ khoảng 1920 thì miền Nam chúng ta bắt đầu có cải lương. Thì vừa rồi sở dĩ chúng tôi thưa với quý vị câu chuyện này là nó có ăn nhập tới là trong cái màn trình diễn Đò Dọc của Mỹ Huyền và Hoàng Lan, là chúng tôi có cái sự hợp tác của một số nghệ sĩ trong đoàn Phượng Ca, dân ca dân nhạc đã đóng góp để mà lập thành một cái hình thức gần giống như là nhóm đờn ca tài tử thời trước.
mà trình diễn tại đình làng tại miền Nam. Thì quý vị coi cái màn trình diễn vừa rồi, quý vị hình dung rằng Mỹ Huyền và Hoàng Lan là những nghệ sĩ trong cái nhóm đờn ca tài tử, kể lại cái câu chuyện mà như Kỳ Duyên vừa thưa với quý vị. Nhân đây chúng tôi xin cảm ơn các nghệ sĩ trong đoàn Phượng Ca tại Paris.